Ngày thứ ba, Việt Nam không có ca mắc trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cảm ơn Bộ Y tế và các đoàn công tác chi viện chống dịch COVID-19. Bản tin 6 giờ sáng ngày 1 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Số ca mắc ở Việt Nam Tính đến 6 giờ ngày 1 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 550 ca. Tính từ 18 giờ ngày 31 tháng 8 đến 6 giờ ngày 1 tháng 9, không có ca mắc mới. Trong đó, có không ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đã bước vào ngày thứ ba Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Các ổ dịch Đà Nẵng và Hải Dương cũng được kiểm soát cơ bản. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 55.370. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 908, cách ly tập trung tại cơ sở khác 16.117 cách ly tại nhà nơi lưu trú 38.345. Tình hình điều trị Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 707 bệnh nhân COVID-19 trên 1.044 ca mắc. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 29 ca. Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2, 72 ca. Số ca âm tính lần 3 là 36 ca. Báo cáo của tiểu ban điều trị cũng cho biết, hiện có 8 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm 3,1% trong tổng số bệnh nhân đang điều trị trong đó số tiên lượng rất nặng là 5 trên 8 trường hợp chiếm 2%, và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên 3 trường hợp chiếm 1,2%. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng. Và thưa quý vị, có thể thấy là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động buôn bán kinh doanh của người dân trên cả nước, đặc biệt là tại những nơi mà tụ tập đông người như là trung tâm thương mại, là siêu thị, nhà hàng, quán ăn suốt một tháng vừa qua. Và có thể nói là số lượng người mua rất ít và nhiều cửa hàng người ta chia sẻ rằng là hoạt động kinh doanh dường như đang bị tê liệt. Và ngay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những tỉnh mà có hoạt động du lịch rất là phát triển cũng không phải là ngoại lệ. Các hoạt động buôn bán cũng trở nên khó khăn hơn khi mà người dân và du khách hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí cũng như là việc mua sắm thì cũng đã bị hạn chế đi rất là nhiều rồi. Vâng và sau đây sẽ là ghi nhận của chúng tôi. Hệ thống có mắt trên địa bàn tỉnh từ khi có thông tin về dịch Covid-19, người dân và cả du khách đến tham quan mua sắm rất hạn chế. Cốt mắt Dũng Tàu bình quân đón khoảng 1.000 lượt khách một ngày, Gần một tháng nay, lượng khách giảm đến 20%, kéo theo doanh thu giảm từ 10 đến 15%. Tương tự ở thành phố Bà Rịa, trung tâm mua sắm Hòa Hạnh, lượng khách giảm đáng kể. bắt đầu qua tết thì cái lượng khách đến với trung tâm thì cũng giảm hơn so với năm cùng kỳ năm rồi thì do cái dịch bệnh virus corona không chỉ ở siêu thị trung tâm mua sắm mà ở các chợ sức mua giảm từ 30 đến 50 phần trăm chợ Phước Nguyên và chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, hầu hết tiểu thương đều rầu rĩ vì doanh thu giảm sút, giảm đến 50% so với bình thường. Nhiệm cô dịch thì nói chung là bây giờ chợ nó rất là ế, do là không biết người ta hay là trong cái dịch cúm ấy đấy, người ta không đi chợ, chắc là như vậy. Thế còn nói chung trước mà chợ này là bán là thịt nhiều nhất, trời nhưng bây giờ bán mức độ là giảm đi một nửa. còn bây giờ cái dịch bệnh corona thì người dân đi chợ ít lắm, nhưng một lần ta đi thì người ta mua số lượng nhiều, mua khoảng chừng à, có nhiều người mua tới năm ký, tất cả mặt hàng mua tới 5 6 ký, ta đã dành ăn dần trong vài ba ngày vậy đó, rồi ta đi chợ mua tiếp. Thực hiện chỉ đạo của thủ tướng, không được chủ quan với dịch bệnh covid 19, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. do đó các doanh nghiệp, các cơ sở phân phối, cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn có kế hoạch sản xuất, phương án trữ hàng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân khi dịch bệnh diễn biến xấu nhất. Trong khi đó, người dân lẫn du khách với tinh thần phòng chống dịch bệnh được đẩy lên cao, dẫn đến tâm lý e ngại đám đông, hạn chế đến chợ siêu thị nên hoạt động thương mại giảm sút là điều khó tránh khỏi. Trước tình hình này, ngành công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang xây dựng kế hoạch khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh như tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại ngay sau khi dịch bệnh lắng xuống phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giãn nợ, dây vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh không biết là trong cái thời gian mà nhà báo Trịnh Bá Ninh hoạt động cái công việc nhà báo của mình thì có những bao nhiêu cái giai đoạn mà cái việc kinh doanh đã trở nên ảm đạm như là cái giai đoạn hiện tại chúng ta đang trải qua Trong trí nhớ của tôi thì nói thật với chị đây là lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên tính theo luôn cả năm chứ không phải tính tháng riêng hay tháng 2 gì cả. Lần đầu tiên thấy một cái hoạt động thương mại cũng như là vui chơi giải trí trầm lắng đến mức như thế này. Đấy. Tức là nếu có thể nói ví thì nó trở lại như ít nhất là 30 năm về trước những năm 80 ấy, tức là nó mọi việc nó nó nó, vắng lặng đi. Đấy. ít nhất ít ra những năm đấy thì người ta còn đi xếp hàng để mua dầu, mua mắm rồi là ra các cửa hàng bách hóa vân vân nhưng bây giờ thì đúng là quả thật tất cả là đều đều điều hưu. Tôi ở thành phố cũng thế hoặc là về quê cũng thế, tức là vắng lặng đến mức rất là bất ngờ. Đấy, đi đường cũng vắng mà vào đến các khu vui chơi cũng vắng đặc biệt nhà hàng thì nhiều khi là nhân viên là rất đông đông đến khách À, tức là người dân ngồi vâng, sao đông cách yeah, rồi vâng ạ à. cái cảm nhận điều hưu là tất cả chúng ta đều cảm nhận được thế nhưng một con số rất đáng quan ngại mà các biên tập viên của chúng tôi tổng hợp đó chính là có thể là phải một ngàn các doanh nghiệp hợp tác xã phải dừng hoạt động hoặc hoặc là có thể là phải là bó hẹp cái sự hoạt động của mình lại trong tháng 2 này điều này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống cũng như là kinh tế của việt nam của chúng ta thực ra nếu mà tính một cách nó có, nó có bây giờ cũng đã số liệu sơ bộ cũng có thể kết luận được rồi đấy tức là cái quá trình đấy tức là cái việc điều hiệu ảm đạm như thế là nó làm cho rất có gdp nó sẽ bị bị lại. Ừ. nhưng mà nó nó nan nan đề hơn hết là tất cả một số cái ngành nghề ấy mà rất khoát anh phải giữ chân người anh giữ chân người để khi mà nó khôi phục lại ừ. thì anh còn còn có người để tham gia nếu giờ anh buông ta anh để cho người ta đi tự do và anh không trả lương nữa thì người ta sẽ về quê hoặc đi làm một nghề khác người ta chuyển nghề khác chuyển khác đến lúc anh muốn kêu trở lại làm việc rất khó anh hình dung như, giống như cái lao động thời vụ của những người làm xây dựng đấy anh đôi khi anh vẫn phải bỏ tiền ra mặc dù không công trình nhưng vẫn phải trả lương để giữ lúc nào có công trình cái thì người ta mới về lại thì bây giờ nếu không thì đặc biệt là các chỗ hệ, hệ thống dịch vụ, nếu anh anh buông cái anh không giữ người, anh không bỏ tiền giữ người thì anh sẽ đến khi hồi phục lại cái anh không trở tay kịp. Đấy là một một cái thách thức không hề nhỏ tí nào hết. Đấy. Nếu mà chúng ta nhìn nhận cái dịch bệnh này theo một cái chiều hướng khác từ phía các doanh nghiệp thì nhiều người cũng cho rằng là đây là một cái thời điểm mà các doanh nghiệp, các tổ chức cũng cần phải tổ chức sắp xếp lại cái ừ. bộ máy kinh doanh của mình hay là đào tạo lại nhân viên uh, liệu cái việc này có khả thi hay không uh, thưa nhà báo chị Bán ninh ạ ừ thực ra thì nó cũng giống như một cái thứ nó gọi là thiên tai dịch bệnh nó không thể liên tục liên tục được cho nên đây thì anh phải coi đây là một cái gì nó một là bất khả kháng hai là nó nó chỉ diễn ra một cái nó bất thình hình thôi ừ. chứ nếu anh lại chuyển theo không khí nay mai chúng ta sẽ sản xuất như một thời dịch bệnh thì ừ. ra thì nó lại không phù hợp nữa ừ. đấy chẳng qua là bây giờ chúng ta phải tính đến phương án là tất cả các doanh nghiệp phải đào tạo lại ý cái đội ngũ của mình tranh thủ học ngoại ngữ này làm một số kỹ năng khác này ừ. để làm sao mình khi mình trả lương mà mọi người vẫn có thể đến để làm phục vụ cái gì nó có ích cho mình để cho một cái chu kỳ mới đấy nhưng cũng nói cũng lại thêm một điều là nói chung là trong các kịch bản rủi ro có thể một một um, 10 năm 15 năm 30 năm thậm chí hai mươi năm có thể chỉ một lần thôi ừ. nhưng một lần đó nó rất gay cho nên là bao giờ cũng phải cũng phải có một kịch bản người ta gọi kịch bản ở mức tồi tệ nhất vâng, Đấy, dạ. thì mới có thể ứng phó được đó đang là um, các chủ doanh nghiệp họ cũng rất là mơ hồ không biết là dịch yeah. Covid-19 nó sẽ còn diễn biến phức tạp như thế nào nữa để mà đưa ra những cái chính sách và phải gọi là mang cái tầm nhìn nó dài hạn hơn giống như là nhà báo Trịnh Ninh chia sẻ. Và bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp họ đang chia sẻ những cái cách làm tình thế thời điểm hiện nay, có nghĩa là à, như chúng ta thấy là người dân của chúng ta có thói quen tiêu dùng là đã hạn chế đi đến những nơi đông người trong cái thời điểm dịch bệnh này rồi. Thì bây giờ những cái 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 doanh nghiệp những cửa hàng thì họ lập tức chuyển sang là hình thức là kinh doanh online. Có nghĩa là để giải cứu rất nhiều những cái mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà tôi và chị anh đã từng đề cập và từng làm rất nhiều về những cái cái vấn đề này rồi. Thì không biết đây có phải là một cái cái tình thế cấp bách mà chúng ta nên nên chăng áp dụng và nó sẽ có hiệu quả hay không thưa nhà báo? Thì cũng có thể tôi nghĩ tôi cũng nói với anh rằng cũng có thể ở trong một cái tình thế như thế thì có một cái phương thức kinh doanh nó sẽ mới lên và sau này có thể nó nó lại trở thành một cái phương thức kinh doanh hữu hiệu trong thời gian tới cũng cũng có thể là một cơ may đối với một số mặt hàng thôi thưa anh. Ừ. Nhưng mà cái thói quen để mà mua hàng online cũng chỉ tập trung ở một số thành phố thôi. Còn ở vùng nông thôn anh bảo những vùng nông thôn là vùng rất lớn như thế, anh bảo online thế nào được, vẫn phải trực tiếp chứ, vẫn phải cái quá trình giao thương ở các chợ chứ bởi vì chúng ta hiện nay có ít nhất là khoảng chừng bảy ngàn chợ cơ mà trên phạm vi cả nước cơ mà tức nó vẫn phải giao dịch trên cái hệ thống chợ này nhiều chứ chứ còn cái quá trình online của anh thì chỉ một số mặt hàng thôi mà hơn nữa đôi khi là người ta mua cái mặt hàng online người ta không, tin cậy lắm chẳng hạn thế đến lúc mà mua không tin cậy lắm lại gọi điện để đổi hàng hoặc là tranh luận thì đôi khi người ta không thích người ta muốn tiền tươi thóc thật và nhìn tận mắt sợ tận tay thói quen của người mua hàng của chúng ta thế bởi vì là cái sản xuất và những cái sản phẩm người ta bán online đôi khi không được như kỳ vọng của ừ. như là lời quảng bá. Thế thì ở đây các doanh nghiệp anh muốn làm online thì đây ừ. là một cơ hội. Để anh khẳng định rằng tôi là nói thế nào tôi bán đúng như thế, đúng ừ. thật hàng của tôi chất lượng như thế ừ. thì anh lại thêm một lần cơ may anh tạo lập uy tín ừ. ở cái thời điểm khó khăn này yeah. để sau này hai ba tháng nữa thì cứ cái uy tín của anh tăng lên này đúng không cái này là đây người ta nói nó là, là bính nguy thần cơ đúng không vâng, ạ vâng đấy <laughs> là ngoan đấy vâng nhà bà chị bà ninh vừa mới nói về cái việc mà sau cái vụ dịch này có thể sẽ có những cái phương thức kinh doanh mới đúng không ạ ừ. nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là cũng có thể sẽ có những cái phân khúc thị trường mới mà các doanh nghiệp ừ. cần phải nhìn nhận lại bởi vì là sau khi mà chúng ta giải cứu rất nhiều những loại nông sản như là dưa hấu như là thanh long ừ. thì có một loại <laughs> sản phẩm nữa rất là xa xỉ đó chính là tôm hùm đúng rồi khi mà bây giờ rất là nhiều người nhiều doanh nghiệp nhiều cá nhân tổ chức đã phải giải cứu tôm hùm và giá tôm hùm đã giảm từ 30 đến 45 phần ờ, trăm rõ ràng là đây cũng là một cái dịp mà các doanh nghiệp cũng cần phải nhìn nhận lại cái phân khúc thị trường mới ờ, sau vụ dịch này đúng không ạ nhà báo chị anh nghĩ sao ạ vâng chị nói giải cứu thì bây giờ có lẽ là sau nhiều lần giải cứu thì lần này cái khái niệm giải cứu thì sẽ bị loại ra khỏi cái ngôn ngữ từ điển kinh tế rồi bởi vì yeah. cái giải cứu thì nó phi thị trường mà phi thị trường nó không thể tồn tại được. Thế cho nên là cái việc mà giá tôm hùm có thể về cái mức nó thấp như thế ừ. thì mới cũng có cơ hội cho nhiều người. Ừ. Tại sao là rất nhiều phương tiện nói rằng là cũng vì thế này mà mình được ăn tôm và cua à, giá rẻ hơn, rồi. đúng không? Nhưng thế Chánh nhưng mà cũng thêm một điều đi Đấy, anh hiểu không? Cũng thêm một điều này này. Có thể cái giá thành nó chỉ đến thế thôi ừ. nhưng mà để thấy rằng cái lợi nhuận của những người sản xuất ra ở trước quá lớn đúng không ừ. bây giờ có 500 trăm mà trước đây cứ bán một triệu triệu rưỡi triệu sáu nghĩa ừ. là cái lợi nhuận anh thu được quá lớn ừ. đúng không đấy được cho rồi, nên đó. là nó cũng có một điều là có khi người ta nhận diện ra rằng là ở đấy ở đấy là giá thực trước nào bao nhiêu dạ. người ta biết là một cách thực chất nhất dạ, đúng không vâng à. rồi, ừ. rõ ràng là cái, tổng, cái cụm từ giải cứu bây giờ đã không phù hợp rồi trong Được. một cái cuộc họp gần đây nhất của bộ công thương trong cái vấn đề là à, giúp bà con tiêu thụ nông sản ủng ứ đó thì thứ trưởng đỗ thắng hải cũng đã nói là chúng ta không nên dùng cái cụm cái cụm từ giải cứu này nữa mà hãy dùng cái cụm từ nó khác đi một sự hỗ trợ chẳng hạn một sự chung tay của rất nhiều các cái doanh nghiệp kể cả những cái nền tảng nữa thưa quý vị ở khi mà những cái nhà hàng những cái quán nhậu vắng khách những cái trung tâm thương mại siêu thị ít người lưu tới thì tại các cửa hàng thực phẩm đồ ăn vặt các cửa hàng dây dép quần áo vật dụng thiết yếu trong gia đình lại chưa bao giờ vắng khách bởi hàng loạt các cái shipper nào là của grab nè, yeah. Bi nè, rồi now rồi shopee sẽ mang đến tận nhà cho các khách hàng thượng đế của chúng ta và một lần nữa dịch vụ thương mại điện tử đang cho thấy sự lên ngôi của mình. và không chỉ các dịch vụ thương mại điện tử mà các hãng bảo hiểm cũng nhanh chóng đưa ra những cái gói chi trả và ngay lập tức cho khách hàng không may nhiễm covid 19 cũng có những cái chương trình ưu đãi và những cái chăm sóc khách hàng cũng sẽ rất là tốt hơn.